Hello. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay hai con mình sẽ chơi cái trò chơi là bốc số quẹt lọ nha. Trước tiên là mình phải có cái nồng lọ mà đen thiệt là đen gì nè, quẹt nó mới lụm nha các bạn. Đó. Mười đen. Mình muốn chơi bốc số quẹt lọ thì mình phải có số nha bạn. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4. Bốc trúng số 4 là no luôn nha, bốc trúng số 4 là tiêu đời nha. Thứ hai nữa mình cần có cái túi đen, mà túi đen này biết bạn các bạn biết đâu có không? Này là cái quần lãnh của bà ngoại tôi nè, cắt Cái gì vậy ra bà làm túi nội? nè. Đó, túi này túi thần kỳ nha các Ủa bạn. Đó. Rồi bỏ số vô đây. Rồi. Bắt đầu chơi nha. Bây giờ ai bốc trước? Con hay cha? Hai cha con chơi không bích lòng với ai hết trơn á. À, cha con. Con bốc trước không? Thì con bốc là cha quẹt đó nha. Rồi bốc đi. Cầm cái nồng lên sẵn. Chuẩn bị bốc số. Rồi no, cái mặt vành này quẹt ba hoài quẹt là no rồi. Quẹt nè. À, đây dễ làm gâu nha. Đâu Đó. vậy ta? Hai nè. À. Tới quẹt thứ ba nè. Quẹt qua quẹt đây nha. À, vô phải không? Cái này không còn bon mặt mâm nữa nha, mà là bon mặt hẹo nha. Tới tôi, tới tôi bốc số nha. À, bốc là mình phải dơ lên nè, nó công bằng nha. À, chưa dòm thấy à, thấy số rồi. À, bốc số không là không có quẹt nha. Trời trời số 2 hai quẹt vô. Vô chơi quẹt kỹ, trời chơi quẹt giống mấy người mội da đen với ông nội. Oh Hai thẹo với hả? À, tới bon đi. Hay trời, hay vậy, có nhìn trong đây không nghe, bóc có dòm dòm gì không nghe, không chơi, không chơi điếm nha. Nhìn mặt con nó cự quá. Ê số không nữa nghe, vô nè, tới con nè, vô con rồi. Đúng mấy rồi, bốc số không quậy tới hay gì vậy. Con lắc lên này, lắc lên này, lắc số lên ngay, số lên. À, số 3 các bạn ơi, cái này quẹt chắc banh cái mặt tôi luôn rồi. Vô. Rồi, rồi đi. Rồi, tiêu cái mặt luôn rồi. Rồi, xong luôn. Rồi, tới bon bóc đi. Số 1 hả? No rồi. Trời má nhìn nó ra luôn á anh Bon ơi Bon. Mày mặc đây coi, mày mặc đây coi. Bắt cần cánh rồi, vô rồi tới tôi nha. Vô không lắc số luôn rồi, lắc giữ giữ số luôn rồi. Trời ơi số 4 ông nội ơi, chết tôi luôn rồi. Số 4 nha các bạn, số 4 nhìn giống số 1 quá à. Này là số 4. Rồi vô. Rồi. Dẻ giống như tặc găng trời. Dẻ như mặt hai thẹo không? Đợt này chắc thành tám thẹo luôn chứ. Chứ gì nữa. Xong cái clip này thành tám thẹo luôn nha. Tôi Đợt mày này đừng có xong bốc clip phét. thằng Bon thành ba Mày đừng có hẹo điêu đi. nè, tới anh ba hẹo, bốc lên ba hẹo ơi.
Vô anh ba héo rồi. Trông luôn rồi. Mạnh lên, lắc mạnh lên. Chú mày. Rồi, nó rồi, đưa đây. Ba héo. Đây. Dễ ra giống như tặc răng, giống như cướp biển vậy nha. Cướp biển dùng hải tặc nha. Đó. Nhớ lại cái nó. Ghê như cướp biển. Vô, nói sao anh? Sao anh? Thấy tình hình sao rồi? Ừ. Một lần còn số nữa coi. Vô. Số 3. Chết tôi rồi, các bạn ơi. Vô. Quẹt né né mắt nha, nghe mới thấy đường đi vô nhà nha. Quẹt đi vô từ gặp tắt xỉu luôn quá. Nè, đấy con nè. Số 3. Rồi, no anh à, anh Von ơi. Số 3 hả? Số 3. Chơi không khóc nha. Ờ, này, này nè, nó. Rồi, tới đâu rồi? Ây ơi. Ấy cái này cái nha. Chừa lỗ mũi ra để thở chứ, quẹt đúng luôn mũi sao thở. Đây, cái gạch nữa. Cái gì vậy bà nội? Mặt bệt giống như con rùa đóng một Winacha chứ hả? Trời ơi. Số rồi. Số 0 nghe các bạn. Hên quá hên. Nè vô. Số mấy? Số 3. Rồi số 3 nữa. Số nãy số mấy? Số 3 hả? Số 3 hả? Số 3. Số quà nè, cái mặt bành nè nha, mặt bành vẽ từ lỗ tai vào đây luôn nha. Đó, một gạch, hai gạch, ba gạch. Dưới đây nè, dưới đây. Vẽ giống như cái mặt cờ á trời. Đây đi số tôi bóp nha các bạn. No với cái này rồi, no bữa nay rồi. Số 2 nha, rồi xong luôn. Cái chén cha tôi bự lắm, giờ tôi gạch tôi vẽ nha các bạn. Vẽ chán quá chịu à. Ghê không anh? Mày đánh dấu cộng mới chịu. Vô phương này chứ. Nè, thấy ông bắt nè. Ông đi. Chú gồng. Rồi hay nha. Hay quá hay bạn ơi. Để tôi vẽ banh mặt hết trơn rồi. Bông con số rồi. Số 1. Cũng dính một hẹo nữa. Xui thiệt chứ. Vô đây. Nãy dấu cộng rồi. Giờ tôi gạch dấu trừ nha bạn. Dấu trừ hay lắm không anh? Ngu dấu trừ không thấy ghê á. Dấu trừ không giống cái lưỡi liềm thấy ghê luôn á. À tới anh ơi. Vô số mấy rồi? Số 3 rồi. Số 3 hả? No với tôi rồi. Ở đây. Số 3 hả? Số 3 là ba gà heo phải không? Một heo nè. Ở đây. Hai heo nè. Ba heo nè. Tới mình bốc nha các bạn. Mình bốc mình vô kèo hôm nữa. Trời ơi ba. Số 3 nha. Vô rồi. Vô. Rồi gạch đi. Nó gạch cái mặt tôi không thương tiếc luôn. Gạch dữ hả? Kéo đường dài dữ không anh? Kéo bít luôn mũi luôn rồi. Một gạch rồi đó nha. Gạch thứ hai nè, ở đây. Chữa lỗ mũi ra đang thở nha. Bít lỗ mũi gì thở. Vô. Tôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Không gạch cái gì ta son rồi. Mặt mày nè. Nè, tới quanh nào anh ơi. Nhìn ông anh giống Nisa của Nhật quá à. Số 4.
Rồi nó ơi, số 4. Trả thù. Số 4 nè, còn chỗ nữa đâu, gạch đây đây, vít luôn. Đó, đó. Cừ cừ đi ngại gì nữa. 2 gạch. 3 gạch. 4 gạch. giống anh quát ngáo vậy chứ. Tôi nhìn anh thấy nó cười quá anh quên. Nó thua nè nha. Nó vẽ mặt ngoài gớm rồi chứ. Thua rồi. Số 4 vào luôn rồi. Vô. Trúng lúc luôn rồi. Cái này hành tám thẹo luôn rồi. Gạch gì bấy bá trời trời. Mấy rồi? 3 phải không? Rồi gạch nữa. 4 gạch. Gạch ít xịt rồi ông anh. À, tới ông anh nè ông anh. Tới tôi nha các bạn. Số 2. Rồi nó. Số 2. 2 gạch. Còn chỗ nữa đâu gạch trời. Kéo này lên coi. Đây gạch đây. 1 gạch. 2 gạch. Rồi. Xin mình cũng xin là kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn hãy hay like chia sẻ cho mình nha. Mình xin kết thúc video ở đây nha bạn. Các bạn thấy hay thì hãy like, nhấn vào cái chuông, chia sẻ cho mình. Kênh của mình là kênh 8 Tẹp TV nha bạn. Bye bye.